chúng tôi đã sẵn sàng rồi và xin gửi lời chào đến khán giả theo dõi truyền hình. Đây là ghế không tựa. Khách mời ngày hôm nay, ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Ghế không tựa năm 2015 sẽ chia sẻ về nét tính cách của mỗi người nghệ sĩ khi xuất hiện trong chương trình và nhận định chủ quan của Tố khi mà nghe nhạc của anh Thắng, làm việc cùng với anh Thắng rồi và ngày hôm nay nói chuyện cùng với anh, đó là ổn định. Sự ổn định trong con người của anh. Ổn định là tôi cũng chưa hiểu lắm từ ổn định nó nghĩa là như thế nào. Vâng, ổn định có nghĩa là cân bằng với những thứ mà mình và người khác chia sẻ với nhau, hay có những cái quyết định rất là vững chắc và đi theo cái quyết định đó suốt một con đường dài. Thế thì tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau, bởi vì là theo những cái gì mà bạn vừa nói thì chắc là không đúng với tôi đâu. Đây thì xem anh Tạ Quang Thắng là người như thế nào. Nếu không phải là ổn định, bây giờ thì số sẽ mời anh Tạ Quang Thắng lựa chọn ghế ngồi, ghế không tựa, ghế có tựa. Tôi nghĩ là để cho tiện thì chúng ta cứ tiến lên thôi. Và thế nét tính cách đầu tiên mà tôi nhận ra là anh là người rất thích tiện. Em như thế chứ anh ơi, anh đứng lại đây đã. Chưa, khoan hẳn. Nét tính cách tiếp theo là anh là người khá vội vàng. Cũng không phải. Vâng, tôi vẫn đang cố nhưng chưa thành công. Và bây giờ thì sẽ có một đoạn nhạc rất là vui vẻ để chúng ta có thể đi từ đây cho đến cái ghế kia trong vòng 1 phút. Hy vọng là country rock. Không phải rồi nhưng mà... Vâng, anh có thường là một người hay nhảy múa hay thoải mái và sinh động không ạ? Nếu mà gọi là hay nhảy múa thì chắc chắn là không phải là tôi rồi. Nhưng mà nếu mà thoải mái và sinh động thì cũng có những lúc mà... Vâng. Mà cũng có thể, nhưng mà phải đúng là cái những cái âm nhạc mà tôi thích cơ. Vâng, thế thì nãy giờ là màn độc diễn của tôi và xin phép là tôi cũng sẽ ngồi xuống cái ghế của riêng mình. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một ít phút nữa thôi cùng với ghế không tượng. Hoặc là do mình đá bóng cũng không rõ. Tôi đá bóng rất rõ. Thật không ạ? Thật. Tôi là đội trưởng của đội bóng cấp 2 của trường tôi. Vâng, chắc lại to con hơn các bạn nên các bạn sợ. To cũng là một phần. Khán giả đã quay trở lại với ghế khung cửa. Anh mời ngày hôm nay là anh Tạ Quang Thắng. Để có thể có một cái nhìn tổng quan nhất cho khán giả, anh có bao giờ đi định nghĩa về bản thân mình, là xem được xem là mình có cái nét tính cách gì nó nổi bật và đặc trưng? Định nghĩa về bản thân mình ấy, là một trong những điều khó nhất. Những cái điều xung quanh cuộc sống nó đưa đẩy chúng ta cũng sẽ một ngày nào đó nhận ra là đôi khi mình có thể là tưởng rằng mình rất là hiểu bản thân mình nhưng mà chưa chắc đã phải. Thực sự là ai để hiểu 100% về bản thân mình là rất khó, nhưng có những người với những nét tính cách họ dù có đi tìm đến như thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể hiểu hết trọn vẹn bản thân mình được, vì họ có cái sự biến hóa trong nét tính cách và thích nghi với môi trường. Thì anh Thắng có phải là người thích nghi với môi trường và biến hóa thường xuyên không? Đến với một cái môi trường mới thì tôi thường mất nhiều thời gian hơn so với những người khác để có thể thích nghi. Vâng, với ghế không tựa bây giờ đã thích nghi được chưa? Tôi nghĩ chắc là phải mất thêm một lúc nữa. Bây giờ thì tôi sẽ để cho anh cảm thấy gần gũi hơn với chính bản thân mình. Quay trở lại để kể cái câu chuyện mà hồi xưa khi mà mình bắt đầu lựa chọn âm nhạc. Trước đó thì bản thân anh hay là gia đình có nghĩ là Tạ Quang Thắng, một người đàn ông như thế này sẽ trở thành một nghệ sĩ, sẽ làm việc này việc kia liên quan đến lĩnh vực âm nhạc? Tôi thì là sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, nhưng mà mọi người không hướng cho con cái theo nghệ thuật. Tôi là được phát triển rất là tự nhiên. Thích cái gì thì tôi sẽ tập trung nhiều vào cái lĩnh vực đó. Cái ước mơ của tôi hồi bé là được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cơ. Khi mà tôi lớn lên tôi ở trong cái khu bây giờ gọi là khu văn hóa nghệ thuật, nhưng ngày xưa mọi người vẫn gọi với nhau là khu văn công mai dịch. Vâng. Tức là nơi tập trung của tất cả những cái đoàn nghệ thuật. Cho nên là có khi là âm nhạc và nghệ thuật nó ngấm vào máu của mình từ rất lâu mà mình không biết. Đấy, lại là một cái bằng chứng để nhận thấy rằng là không phải lúc nào mình cũng hiểu mình. Và tôi cứ nghĩ là mình thích đá bóng. Rồi đến một ngày tôi nhận ra là âm nhạc mới là điều mà tôi thích hơn cả. Hoặc là do mình đá bóng cũng không được giỏi lắm. Không, tôi đá bóng rất giỏi. Thật không ạ? Thật. Vâng. Tôi là đội trưởng của đội bóng cấp 2 của trường tôi. Vâng, chắc lại to con hơn các bạn nên các bạn sợ. To cũng là một phần nhưng mà tôi khẳng định là tôi đá bóng rất giỏi. Vâng. Anh có clip nào đấy về việc anh thể hiện ở trên sân bóng? Mới đây tôi mới quay video clip cái bài bóng đá, bởi vì là trong album của tôi là có bài hát bóng đá. Có trái bóng với khung thành kia thôi, chỉ có anh và tôi là xuân đi. Quay trở lại với âm nhạc, Country Rock là thương hiệu của Tạ Quang Thắng. Từ bao giờ thì anh biết rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái với Country Rock?
thì tôi nghĩ cũng lâu lắm rồi đấy. Thì lớp 10 thì tôi thi vào nhạc viện để học nhạc, nhưng mà hồi đấy là tôi học thanh nhạc. Có những trường thì dạy nhạc nhẹ, nhưng mà ở nhạc viện thì chỉ dạy nhạc cổ điển, cho nên là tôi được học hát theo cái phong cách cổ điển thính phòng. Nó rất là học thuật, nó rất là chỉnh chu. Và như tôi vừa kể lúc nãy thì tôi lại sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật dân tộc ở trong khu Văn Công Mai Dịch, cho nên là tôi được kết hợp giữa hai cái mảng màu rất là khác biệt với nhau. Và tôi nhớ là lần đầu tiên mà tôi được nghe nhạc gọi là nhạc pop rock nước ngoài ấy, nhạc ở MTV ấy, thì là chị tôi mang một cái băng, ngày xưa là băng cassette, về bật ở nhà. Tôi nhớ là chắc tôi học lớp 2, lớp 3 gì đấy, thì tôi lại cảm thấy là mình rất thích những cái bài hát kiểu như vậy. Đấy, những cái yếu tố đấy nó kết hợp lại. Đến một ngày khi mà tôi được nghe một cái ban nhạc tên là Rat Cat Flash, thì bắt đầu từ hồi đấy là tôi bắt đầu tìm hiểu và tôi biết đấy là country. Và bắt đầu từ đó thì tôi cảm thấy là đây là cái dòng nhạc mà mình có thể thể hiện được nhiều thứ về kỹ thuật âm nhạc, cũng như là về cái tâm hồn và cái cách suy nghĩ của mình. Cái hồi đó anh là người khá tự lập, xuất phát từ cái sự tự tin của bản thân mình. Tôi nghĩ không phải là xuất phát từ tự tin đâu, mà xuất phát từ tình yêu á. Từ tình yêu. Tình yêu với âm nhạc. Đúng không? Bây giờ thì chúng tôi sẽ có một thử thách trong ghế công tựa, chúng tôi sẽ muốn chia sẻ với khán giả theo dõi truyền hình. Chúng tôi đang đi ra bên ngoài, tất nhiên điều đấy anh biết. Bây giờ nếu mà để đặt anh ra một cái môi trường bên ngoài, cà phê này, đi chơi bóng đá, rồi đi chơi nhạc với các anh em trong band, anh thích đến môi trường nào nhất? Tất nhiên là với cái không khí như này chắc chắn là tôi thích đi ngồi cà phê rồi, nhưng mà tùy chương trình xếp tôi ở đâu tôi sẽ vâng. Hôm nay chúng ta hân hạnh được ngồi cà phê với nhau tại một cửa hàng bán nhạc cụ. Xin chào. Chỗ này có quen với anh không? Quen. Cẩn thận dây điện anh. Có quen với anh không? Đây là vừa là nhà của bạn, cũng là vừa là cửa hàng mình hay đến sửa đồ. Xin chào anh. Chào anh Thắng, em là công tố bên chương trình talk show Ghế Công Tựa. Hy vọng là anh đã theo dõi chương trình một lần nào đấy rồi. Xem rồi. Vâng, giới thiệu với anh luôn, đây là anh Thắng, bạn thân của anh. Thắng thì là bạn. Vừa mới sáng nay cà phê xong. Vâng, em rất cảm ơn anh đã đồng ý là cho bọn em mượn cái gọi showroom của anh để quay. Bọn em sẽ có một thử thách với cả người bạn thân của anh ở đây. Thế thì mà lâu anh em mình cũng không đánh được này á. Luôn. Như này là bị ngược đấy nhá. Okay. Một thằng là chuyên solo để đi đệm cho một thằng chuyên đệm. Tớ với bạn sẽ quay lại cái đúng sở trường của mình, là tớ sẽ quạt chả, còn bạn solo sẽ là một bài hát cho các cái anh chiến sĩ ngoài hải đảo. Chiều nay khi sóng vỗ rì rào bên tàu, anh ngồi đây với mái tóc pha xưa. Chiều nay anh kể tôi nghe câu chuyện đời mình về những chuyến tàu không số năm xưa. Thử thách 3, sử dụng chiếc đàn nhỏ nhất ở đó. Gửi tặng bạn mình một ca khúc, chúc Thắng may mắn nhá. Nam cho anh mượn cái đàn với. Rồi, anh cảm ơn. Bạn mách tới đi xem là những cái dây này là như nào nhá. Son đủ mì lá. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, nếu có ước muốn
trong âm nhạc thì tớ với bạn đấy, hai chúng tôi mới có dịp để quen nhau và chơi nhạc cùng với nhau, cho nhau những kỷ niệm để nụ cười còn mãi lan trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Như các bạn vừa thấy, đây là những cái thử thách mà chương trình đưa ra đối với tôi, thì thực ra nó cũng không hẳn là quá khó và nó vẫn nằm trong cái lĩnh vực âm nhạc là cái sở trường của tôi, nhưng mà đôi khi là cái tính bất ngờ hay là cái tính thời điểm nó cũng làm khó cho tôi rất là nhiều. Và qua những cái thử thách vừa rồi thì các bạn cũng thấy là không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể theo ý mình, nhưng mà khi mà chúng tôi bị vào những cái tình huống khó khăn thì có thể có một cách nào đó từ cái tính cách hay từ cái năng lực của mình chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà đối với tôi thì luôn luôn phải cần những sự trợ giúp của những người bạn, có thể là những anh em trong ekip hoặc là có những người bạn thân như là bạn Trần Thắng ở đây. Chúc là bạn sẽ làm ăn ngày càng phát đạt, đúng rồi, phát triển hơn nữa, bán được nhiều đàn và đánh đàn thì cũng càng siêu hơn nữa, để anh em lại có thể nhờ vào những cái lúc mà cần như vừa nãy. Thôi tớ phải đi đây, thì có gì alo sao? Vì sao mà chúng tôi đưa anh Tạ Quang Thắng quay trở lại với cái cửa hàng bán nhạc cụ đó? Đó là một nơi quen với mỗi người nghệ sĩ, đúng không? Ừ, đúng rồi, chúng tôi thường hay lang thang để xem đàn. Và trong cái tình huống đó thì chúng tôi thấy được một điều là anh Tạ Quang Thắng thì không thích cái sự điều khiển từ phía một người khác. Tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi đâu, mà chắc chắn là bất kỳ ai trong chúng ta đều cũng không thích là bị điều khiển bởi một ai đó. Bởi vì là mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng trong bất kỳ một tình huống nào đấy. À, với mỗi người nghệ sĩ, người ta thường nói là làm dâu trăm họ, đấy cách nói đã từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Thì rõ ràng khi mà họ hành động, khi họ làm điều này điều kia, hoặc là thậm chí là cái sự nổi loạn trong âm nhạc về ca từ hay là về giai điệu, thì họ cũng buộc phải nhìn chỗ này, nghe chỗ kia, xem người này, xem người kia. Và một cái cách rất là vô hình họ bị điều khiển bởi cái số đông công chúng của họ. Tôi nghĩ là điều này chắc là đúng, nhưng mà chắc là không đúng với tôi. Vì tôi từ khi mà bắt đầu học nhạc đến bây giờ cũng 10 năm rồi, tôi chưa bao giờ tôi bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một ai cả. Thế trong cái phần thử thách vừa rồi, điều gì khiến cho anh phải làm theo thử thách đó? Điều gì khiến cho anh phải đi đến cùng với sự điều khiển của một người mà anh không biết đó là ai, chỉ có tiếng nói ở bên tai thôi? Tôi nghĩ là đấy là một trong những sai lầm của tôi ấy. Khi mà tôi có nghĩ là nếu mà tham gia một cái talk show để chia sẻ về âm nhạc, về cuộc sống, về suy nghĩ của mình thì tôi rất là sẵn sàng. Nhưng mà nếu mà tôi biết là có những phần đó trong cái talk show này, chắc chắn tôi đã không nhận lời rồi. Anh là người ngại thử thách? Không, tôi không hề ngại thử thách, nhưng mà vì tôi đã nhận lời tham gia chương trình mà. Có lẽ rằng là cái chặng đường âm nhạc với nhạc country, với country rock là một trong những cái minh chứng cho thấy là anh rất ổn định với sự lựa chọn của bản thân. Cái đĩa đầu tiên, cái album đầu tiên của tôi là album mang tên là Country Rock. Cái thời điểm đấy thì tôi còn đang cùng với những anh em trong ekip của mình định hình rằng country là như thế nào, country rock là như thế nào, với cái nhìn của một người trẻ, cái nhìn của một người Việt Nam. Khi mà ra mắt cái album thứ hai, 2.5 năm sau thì chúng tôi có nhiều cái biến chuyển khác. Nó không chỉ là đơn thuần nhạc country như cái album đầu nữa, mà chúng tôi kết hợp rất nhiều giữa country với blues, hay là country với rock, hay là có những nét nhạc mang cái âm hưởng của ngũ cung của Việt Nam nữa. Tức là âm nhạc của chúng tôi luôn phát triển và luôn thử thách, luôn tìm những cái sự kết hợp mới, chứ cũng không hề ổn định. Có lẽ là sự ổn định sẽ đem đến cái sự dậm chân tại chỗ cho anh nghĩ, đúng không? Đúng rồi, ta vận động một chút đi, chúng ta sẽ đổi ghế ngồi cho nhau. Chúng tôi muốn Tạ Quang Thắng ngồi bên trên chiếc ghế có tựa này để chia sẻ về những thành công hiện tại của anh. Và có lẽ rằng lại một lần nữa tìm hiểu cái nét tính cách hiện tại của Tạ Quang Thắng thể hiện như thế nào. Đúng không ạ? Ok. Và đây là phần mà tôi không thích nhất. Người thuộc tính như là người rất là, như tôi nói ngay từ ban đầu, sẽ ra ổn định. Các bạn khán giả đang quay trở lại với ghế không tựa, và chúng tôi cùng với các bạn đang trò chuyện với anh Tạ Quang Thắng. Với vị trí thành công hiện tại của anh có biết không, sinh viên, các bạn trẻ thì rất yêu mến những cái sáng tác của anh. Họ thuộc đến từng cái nốt nhạc, rồi họ
có thể hát ở tất cả những cái lần sinh hoạt của mình những ca khúc của anh. Đấy, với tất cả những cái điều thành công đấy, hiện tại thì anh đánh giá là mình đã thành công một cách xuất sắc chưa? Khi mà âm nhạc vang lên thì khán giả có thể hát được những bài hát của mình, nghệ sĩ nào cũng muốn điều đấy. Nhưng mà gọi là thành công xuất sắc nó to tát quá, tôi vẫn muốn có những cái điều lớn hơn như thế. Anh Doãn Việt Dũng, anh chơi guitar, anh có nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Nếu mà em làm một cái điều gì đó mà em ở mức 2 và mọi người ở mức 1 thì người ta vẫn có thể phủ nhận được em. Em ở mức 5, người ta có thể khó khăn nhưng người ta vẫn phủ nhận được em. Nhưng em ở mức 10 thì người ta sẽ không thể phủ nhận được em. Tất nhiên. Và đấy là một trong những điều mà nó thôi thúc tôi tập luyện, rèn luyện kỹ năng chơi đàn cũng như là hát, cũng như là sáng tác. Anh đang ở mức mấy? Khi mà tôi chưa xác định ở mức 10 là ở đâu thì làm sao mà tôi biết được tôi đang ở mức nào? Cái đích ở mức 10 là nó ở chỗ nào chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta phải biết là mình đang ở vị trí nào. Đúng không? Đôi khi là cái khả năng của con người là vô hạn. Chưa biết được cái mức 10 của người này nó sẽ kinh khủng như thế nào và gấp bao nhiêu lần mức 10 của người khác đâu. Đúng, rồi. Đúng không ạ? Vâng, chúc anh sẽ sớm đạt đến mức 10 đấy và ổn định với mức đấy. Thực ra tôi lại không muốn đạt đến mức 10 đâu. À, tại bởi vì nó là điểm dừng. Bởi vì nếu mà khi mà đạt đến mức 10 mình sẽ không có cái bước để tiến lên nữa. Tôi luôn muốn là cái mức 10 nó sẽ ở trước mặt mình và mình sẽ đuổi theo nó. Tôi cũng được biết là anh Tạ Quang Thắng cùng với những người gọi là ekip của mình thì đã gắn bó với nhau một thời gian rất là dài. Những người đã trở thành, có thể tôi nhận định một cách rất là chủ quan là anh em của anh rồi. Đúng rồi, tôi luôn coi họ là anh em. Bởi vì là có một cái điều mà tôi cảm thấy thực sự trân trọng và luôn ghi nhớ trong lòng là họ đến với tôi từ lúc mà tôi chỉ là một cậu sinh viên học nhạc. Thậm chí là họ nói với tôi là có những người trả rất nhiều tiền nhưng họ cũng không chơi nhạc với những người đấy. Anh có hỏi là lý do vì sao mà họ lại bị hấp dẫn bởi anh không? Tôi cũng không biết được, và đến bây giờ mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng và có một cái sự nghiệp âm nhạc rất là riêng. Vâng. Nhưng mà khi mà chúng tôi cần nhau thì mọi người sẵn sàng đến và tham gia và giúp nhau. Đấy là tình cảm của những người anh em. Mà tìm kiếm được những người anh em như thế chắc là sẽ rất là khó. Những người anh em đó họ có bao giờ chia sẻ là phải chịu đựng cái tính cách của anh không ạ? Thật ra thì mọi người ai làm việc với tôi cũng đều nói một câu là tôi rất khó tính. Bởi vì là ví dụ như anh Doãn Việt Dũng chẳng hạn, là tôi luôn nói với anh ấy là anh ấy là người chơi guitar hay nhất mà tôi từng biết. Nhưng mà trong những cái lúc mà thu âm ấy, thì anh ấy sẽ phải đánh đi đánh lại rất là nhiều một câu đàn. Khi nào tôi đồng ý là ok thì anh ấy được dừng. Và anh ấy cũng luôn nói với tôi là đánh cho Thắng là khó nhất ấy. Anh chưa bao giờ đánh cho ai mà yêu cầu như Thắng. Nhưng mà anh cũng rất là hài lòng bởi vì là chúng tôi luôn muốn là đạt tới cái mức độ nghệ thuật cao nhất có thể. Nhưng mà anh có nghĩ đấy là sự bảo thủ không? Thì những cái người anh em đó họ chiều mình chẳng hạn. Còn không, với những người khác, mọi người chúng tôi làm việc đều rất là cởi mở với nhau. Tôi không, mặc dù là tôi có yêu cầu mọi người đánh lại, đánh đi đánh lại, nhưng mà những cái câu sau nó chắc chắn phải hay hơn câu trước. Còn nếu mà câu chán hơn thì cái người bản thân, cái người đánh người ta cũng không muốn giữ cái câu đó. Có lẽ là chúng ta thấy không có sự ủy mị trong công việc, đúng không ạ? Trong công việc không nên có sự ủy mị. Đặc không, biệt là cái chúng tôi rất yêu quý nhau, chúng tôi rất yêu quý nhau. Yêu quý không phải là ủy mị. Bây giờ thế này, chúng tôi sẽ có một cái khó khăn trong ghế không tựa ngay bây giờ. Phía đằng kia là cái điểm xuất phát của quả bóng, phía cầu gôn của đội anh. Và phía đằng này là cái bàn thắng anh sẽ được ghi nếu anh đi hết cái chặng đường. Trên cái chặng đường này sẽ có những cái ô nó sẽ sụt nhịp, có thể, và có những món quà đang chờ đón anh. Đơn giản như vậy thôi, sẵn sàng không ạ? Thực ra tôi có xem chương trình này rồi. Vâng. Và đây là cái phần mà tôi không thích nhất. Thực ra sẽ làm thôi. Vâng, xin mời anh. Các bạn khán giả thân mến, quay trở lại với cái khung cửa với cái điều mà anh ấy không thích nhất. Đây có lẽ là điều cũng nhiều khách mời không thích, nhưng mà sau khi trải nghiệm xong thì tôi thấy là có lẽ là do họ vượt qua khó khăn rồi, họ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm là một phần. Và thứ hai là có những cái món quà khiến họ cảm thấy thú vị hơn. Sao bây giờ bắt đầu đi chưa? Nhạc này anh thấy thích không ạ? Anh đừng bỏ qua bất cứ mỗi nhịp nào. Đấy. Tức là mình sẽ đi như này. À, rồi. Tôi phát hiện lý do vì sao anh không thích rồi, bởi vì anh xem chưa kết thúc. Rồi, ok. Sao đi tiếp mà hay là vâng, như xin mời anh. Cái đích ở phía đằng kia cơ mà. Tiếp tục đi ạ. Nhìn anh nhìn thẳng về phía trước như thế nào. Quá đơn giản rồi anh Đặng Quang Thắng. Tôi nghĩ là như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi yêu cầu phải tăng chiến thắng của anh Đặng Quang Thắng như ở trên sân bóng vậy. Quay trở lại cho anh, chân cho anh
hơi bối rối không? Đúng rồi, hơi hững một chút. Chắc là tại bởi vì đi lại chủ quan hơn so với lúc đầu tiên. Không hề, bởi vì đi lại là tôi không được đi theo cách của tôi, mà tôi đi theo cách của bạn muốn. À, rõ ràng là mỗi cuộc chơi nó đều có luật. Nó là luật chơi mà, thì mình sẽ phải chấp nhận. Còn nếu mình đã không tuân theo luật thì nó không đúng với cái trò chơi đấy nữa rồi. Thì anh Thắng có phải là một người có những sự chỉ dẫn cho bản thân mình? Thực ra tôi thì cũng là một người khá là quy củ ấy. Bởi vì là tôi nghĩ là những cái gì mà người ta đã đặt ra mà mình đã sinh hoạt trong cái khuôn khổ đó thì mình nên làm theo. Vâng. Chúng ta sụt chân ở ô số 2 và ô số 8. Số 2 và số 8 có quan hệ như thế nào trong cái chuyện? Tôi chả thấy có sự liên quan. Anh có biết anh cung gì không ạ? Cung là về Kim Ngưu. Vâng. Thường là số 2 và số 8 là những cái số rất là hợp với những người thuộc cung Kim Ngưu. Người thuộc cung Kim Ngưu là người rất là, như tôi nói ngay từ ban đầu tôi nhận xét với anh, ổn định. Thực ra tôi vẫn không thích cái từ ổn định lắm, bởi vì tôi chưa hiểu nó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm trắc nghiệm xem là có cái từ nào khác từ ổn định để có thể thay thế không. Điều gì thuộc về bản thân mình và được coi là luôn cản trở trong công việc của mình, trong anh? Không có. Không, để tôi nghĩ xong rồi. Tôi thấy câu này rất là khó để mà tìm ra đáp án. Nếu mà ví dụ như bất kỳ một bạn nào mà học chơi nhạc á, sẽ có một cảm giác là một ngày nào đó cái tay của mình nó không theo đúng như cái sự điều khiển của mình. Đấy là, nếu gọi đấy là cái điều mà cản trở công việc thì cũng không phải. Bởi vì là thực ra thì ai cũng phải tập thôi, nếu muốn chơi giỏi thì cũng phải tập thôi. Việc mà cái ngón tay này nó bất tuân theo cái sự chỉ dẫn từ phía não bộ, cái sự bướng bỉnh của cái ngón tay, trong anh có cái sự bướng bỉnh đấy không? Thực ra nếu mà nói là bướng thì từ bé chưa bao giờ ai nói tôi bướng cả. Tôi nghĩ là tôi là một người gọi là kiên định với những cái gì mà mình nghĩ, tức là những cái gì mà tôi nghĩ là đúng và tôi được học được dạy là đúng thì tôi sẽ làm như vậy, và những cái gì mà tôi thấy là hay là tốt thì tôi sẽ làm cho mình và cho mọi người. Có hai kiểu người kiên định, một là mình nghĩ là mình đúng và mình tôn trọng và nghĩ những người khác không giống như mình cũng đúng. Hai là mình đúng còn người khác không giống như mình thì là họ sai. Anh là tuyết người kiểu nào? Ngoài cái việc mà tôi kiên định với những gì mà mình được học, được tư duy là đúng, là tốt, là đẹp, thì tôi cũng rất là cởi mở trong việc là đón nhận những cái nhận định về cái hay, cái đẹp, về từ cái đúng của hơn. Những người khác. Đúng rồi, nhưng mà phải là những người giỏi hơn. Ước muốn thầm kín nhất của anh là gì? Ước muốn với trong công việc thì mình sẽ trở thành một người mà được mọi người tôn trọng, là một người có cái năng lực trong công việc của mình. Cái thứ hai là sẽ làm kiếm được nhiều tiền để phục vụ cho cuộc sống, phục vụ gia đình. Thứ ba là mình sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng mong những điều đấy thôi, không hề thầm kín. Trong này cái trắc nghiệm này thì nói rằng là cái điều thuộc về bản thân anh và cản trở công việc của anh là sự bướng bỉnh và bảo thủ trong cái suy nghĩ của cá nhân mình. Ước muốn thầm kín là được an toàn, hạnh phúc và sau đó mới đến sức khỏe. Đó là sự sắp xếp theo nhu cầu ước muốn của cá nhân. Tôi nghĩ là nó là những yếu tố mà rất là khó để có thể phân định là cái nào hơn cái nào nhé. Vâng, có thể là nó ngang hàng đúng với nhau. Đúng rồi. Với một người tham như tôi thì tôi muốn tất cả cơ. Không ai có muốn tất cả, không phải tham. Cái điều đấy là tất cả mọi người đều muốn. Vâng, chúc cho anh điều đấy. Chúng ta đến với cái trắc nghiệm tiếp theo. Câu châm ngôn dành cho người có tính cách như là anh Tạ Quang Thắng mà anh yêu thích là gì? Tôi có một câu mà tôi viết ở trên Facebook là ở trong cái phần mà mô tả về bản thân mình ấy, thì ngày xưa tôi được cô giáo tôi dạy là như nào nhỉ? Người, tại vì tôi viết câu đấy là tiếng Anh, một người hát, một người sống để hát chứ không phải là một người hát để sống. Hát để kiếm sống, đúng, ý đúng, là đúng, như đúng, vậy, đúng, đúng không ạ? Đúng, vâng. Bản thân chúng ta khi nói ra những điều chúng ta cho là châm ngôn, nó có thể có điều này khó diễn đạt, điều kia khó diễn đạt, đúng nhưng rồi. Nó đã nằm trong đầu chúng ta, chúng đúng, ta đúng, sẽ đúng. Là hiểu nhất với cái ý nghĩa đó. Vâng, anh có chắc là tất cả những cái điều anh nói với chúng tôi từ đầu chương trình đến giờ là sự thật không ạ? Không, tôi rất là thành thật. Chúng tôi luôn luôn có một phút nói thật. Không có nghĩa là tất cả những cái điều mà khách mời chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ không phải là sự thật. Mà cái phút nói thật này là điều mà anh muốn nói với một người nào đó. Và bây giờ chúng tôi sẽ chuyển không gian để tôi biến mất. Có lẽ là nhiều người mong muốn điều đấy. Xin mời anh.
một phút thì chắc là tôi sẽ dành để nói với hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là khán giả. Thì thực sự là tôi rất là cảm kích và cảm ơn những khán giả mà đã đồng hành.